Xin chào các bạn, mình là Thảo Anh, đến từ phòng dịch vụ tư vấn công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Người gieo hạt sức khỏe tài chính. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nhau về chủ đề cuối năm rồi, bạn đã khám sức khỏe tài chính chưa? Bạn đã bao giờ lập kế hoạch tài chính và đánh giá sức khỏe tài chính cá nhân hàng năm chưa? Hay chỉ khi có những vấn đề tài chính phát sinh như là đầu tư thua lỗ, không đủ khả năng trả nợ, hay đi làm nhiều năm rồi mà không có tiền tiết kiệm, thì bạn mới thấy lo lắng và dành thời gian nhìn lại hiện trạng tài chính của mình. Một kế hoạch tài chính hoàn chỉnh sẽ giúp bạn có được cái nhìn tổng quát về sức khỏe tài chính cá nhân, bao gồm thông tin tài sản, các khoản nợ, đồng thời sẽ liệt kê các mục tiêu tài chính và những việc cần làm để đạt được mục tiêu đó. Việc kiểm tra sức khỏe tài chính định kỳ hàng năm là vô cùng quan trọng, giúp bạn kịp thời điều chỉnh lối sống để phù hợp với điều kiện cá nhân và điều kiện kinh tế của từng năm. Phát hiện sớm và có kế hoạch dự phòng cho những rủi ro có thể phát sinh trong năm, đồng thời có phương án chuẩn bị nguồn lực để không bỏ lỡ những dự định trong năm của mình. Đặc biệt, cuối năm thường là thời điểm rất phù hợp để bạn cùng ngồi xuống, đánh giá năm vừa qua và lên kế hoạch chuẩn bị cho năm mới. Hãy tham khảo danh sách những việc cần làm dưới đây để chuẩn bị việc khám sức khỏe tài chính cá nhân và lên kế hoạch cho năm mới bạn nhé! Đầu tiên là lập bảng cân đối tài chính cá nhân và đánh giá hiện trạng tài chính. Bảng cân đối tài chính cá nhân thể hiện tình hình tài chính mà cụ thể hơn là tài sản và dòng tiền của một cá nhân tại một thời điểm nhất định. Để tính được giá trị tài sản ròng đang có, bạn cần liệt kê và tính tổng giá trị các tài sản đang nắm giữ, bao gồm tài sản tiêu dùng như nhà, xe, tài sản đầu tư như tiền tiết kiệm, các khoản nắm giữ như là cổ phiếu, bất động sản, sau đó trừ đi tổng các giá trị các khoản nợ. Từ đó bạn có thể đánh giá chất lượng tài sản thông qua các tỷ lệ như là tài sản đầu tư trên tài sản tiêu dùng, nợ trên tổng tài sản, đánh giá khả năng thanh khoản và khả năng sinh lời của các tài sản. Đối với dòng tiền, bạn cần tính được tổng thu nhập và tổng chi phí phát sinh trong năm. Nếu tổng thu nhập của bạn cao hơn tổng chi phí mà bạn đang phải trả, thì bạn đang có dòng tiền thuần dương và có thể bắt đầu tích lũy và đầu tư. Ngược lại, nếu tổng chi phí của bạn vừa bằng hoặc vượt quá tổng thu nhập, nghĩa là dòng tiền thuần âm. Đây là một dấu hiệu rất rủi ro cho tài chính cá nhân, báo hiệu bạn cần nhanh chóng cân đối lại chi tiêu hoặc gia tăng thu nhập của mình. Thứ hai, xác định rõ các mục tiêu tài chính. Sau khi đã nắm được tình hình tài chính hiện tại thông qua bảng cân đối tài chính cá nhân, bạn hãy hướng về tương lai, nghĩ đến những mục tiêu tài chính mà bạn cần ưu tiên thực hiện trong năm mới. Nếu đây là lần đầu tiên bạn lập kế hoạch tài chính, hãy hình dung về cuộc sống mà bạn mong muốn hướng đến trong tương lai. Từ đó, xác định các mục tiêu tài chính cho cả cuộc đời mình. Tất nhiên, những mục tiêu này hoàn toàn có thể thay đổi khi bạn bước qua những giai đoạn cuộc sống mới hay khi có những thay đổi lớn trong cuộc sống cá nhân. Việc hình dung rõ ràng về cuộc sống mà mình mong muốn hướng đến sẽ giúp bạn có nhiều động lực tiết kiệm, tích lũy và tập trung nguồn lực tốt hơn cho những điều thật sự quan trọng đối với bản thân. Sau khi đã liệt kê tất cả các mục tiêu tài chính, hãy phân loại mục tiêu theo thứ tự thời gian, ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và theo thứ tự ưu tiên, đâu là điều bạn cần và đâu là điều bạn muốn, nếu bạn không đạt được thì cũng không sao. Ví dụ, nếu bạn đang có dòng tiền thuần âm, hãy ưu tiên mục tiêu ghi chép, theo dõi thu chi và cơ cấu lại chi tiêu hoặc gia tăng thêm thu nhập để dòng tiền thuần ít nhất bằng không. Nếu bạn có nợ, hãy ưu tiên mục tiêu trả hết nợ và tiếp tục là xây dựng các quỹ dự phòng tài chính cho những trường hợp khẩn cấp. Bạn có thể tham khảo con đường đầu tư DGO và mô hình phân bổ theo tháp tài sản Health, Wealth, Growth tại VN Direct để hình dung rõ hơn hành trình xây dựng tài chính bền vững nhé. Thứ ba, lập kế hoạch tài chính cho bản thân và gia đình. Bây giờ, khi đã hiểu rõ nguồn lực tài chính bạn đang có và xác định được các mục tiêu cần ưu tiên, bạn hãy cụ thể hóa mục tiêu của mình. Mục tiêu này là cho ai, để làm gì, khi nào cần chuẩn bị bao nhiêu tiền. Từ đó có thể xác định số tiền cần tích lũy hàng tháng và lựa chọn kênh tích lũy đầu tư phù hợp. Ở bước này, bạn có thể sử dụng công cụ tính toán trực quan trên các nền tảng đầu tư tại VN Direct. Ở mục tích sản mục tiêu, chắc chắn bạn sẽ bất ngờ vì việc lập kế hoạch tài chính lại vô cùng đơn giản. Dưới đây là một vài gợi ý cho các mục tiêu phổ biến. Với mục tiêu tích lũy quỹ học tập cho con, mục tiêu này dành cho con bạn để con được trải nghiệm những chương trình giáo dục tốt nhất, phù hợp nhất với điều kiện gia đình. Quỹ học tập này dành cho việc học đại học của con khi con đủ 18 tuổi và tùy thuộc bạn muốn con học ở môi trường trong nước hay sẽ đi du học để dự trù kinh phí cần thiết cho ít nhất 4 năm đại học.
Và với mục tiêu dài hạn này, bạn có thể chọn kênh đầu tư như chứng chỉ quỹ hay tích sản cổ phiếu sẽ có lợi nhuận kỳ vọng cao với mức rủi ro trung bình. Ví dụ, mục tiêu tích lũy 3,5 triệu đồng trên tháng trong vòng 18 năm với lợi nhuận kỳ vọng 10% trên năm, đầu tư 50% vào chứng chỉ quỹ cổ phiếu và 50% vào chứng chỉ quỹ trái phiếu, số tiền mục tiêu là 2 tỷ đồng để cho con học đại học năm 18 tuổi. Với mục tiêu tích lũy cho quỹ dự phòng khẩn cấp, mục tiêu này dành cho chính bạn để không gặp khó khăn về tài chính trong các trường hợp gặp chuyện bất như ý như mất việc, đồ dùng trong nhà hư hỏng cần thay thế, tai nạn, v.v. Tùy theo hoàn cảnh mỗi người sẽ cần chuẩn bị quỹ dự phòng khẩn cấp khác nhau, trung bình là từ 6 đến 12 tháng chi phí sinh hoạt thiết yếu, và kênh đầu tư phù hợp sẽ cần đảm bảo an toàn và thanh khoản cao như tiền gửi ngân hàng, hỗ trợ lãi suất hay chứng chỉ quỹ trái phiếu linh hoạt. Thứ tư, quản lý chi tiêu, đa dạng hóa nguồn thu nhập và cơ cấu lại tài sản. Hãy lên kế hoạch để cân đối lại chi tiêu, chỉ tập trung cho các khoản chi tiêu thiết yếu và cắt giảm dần các khoản chi tiêu không cần thiết để tập trung nguồn lực tài chính cho các mục tiêu quan trọng trong tương lai. Hiện nay, có rất nhiều công cụ giúp bạn đơn giản hóa việc theo dõi chi tiêu. Trong khi cân đối chi tiêu là việc bạn có thể chủ động làm ngay bây giờ, thì việc gia tăng và đa dạng hóa nguồn thu nhập là việc nên làm để cải thiện tài chính một cách đáng kể trong dài hạn. Bạn có thể đầu tư cho các khóa học hoặc các mối quan hệ giúp bạn có được thu nhập tốt hơn từ chuyên môn của mình. Với tài sản, hãy đánh giá chất lượng tài sản đang nắm giữ về tính thanh khoản, tính sinh lời và những rủi ro liên quan. Nếu cần, bạn có thể cơ cấu lại danh mục đầu tư cho phù hợp với khẩu vị rủi ro và mục tiêu tài chính của bản thân. Khi đã có một kế hoạch tài chính hoàn chỉnh, bạn sẽ nhìn rõ được mình đang ở đâu và hành trình sắp tới bạn cần sẽ đi như thế nào để đạt được tương lai mà mình mong muốn. Và còn lại là kiên trì hành động và giữ kỷ luật trên suốt quá trình. Nếu bạn gặp khó khăn trên hành trình này, hãy tìm cho mình người đồng hành đáng tin cậy và có đủ chuyên môn để tư vấn, hỗ trợ để bạn luôn đi đúng hướng trên con đường kiến tạo sức khỏe tài chính và bảo an thịnh vượng.